Chào mừng quý vị trở lại với kênh Tham quan Đức Mẹ Channel. Mình xin kính chúc cho toàn thể quý vị luôn luôn dồi dào sức khỏe, bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh Tham quan Đức Mẹ Channel, bạn đừng quên nhấn nút like cũng như là nút đăng ký kênh là cái nút màu đỏ phía dưới để mỗi khi mình ra video mới, bạn là người đầu tiên nhận được những cái thông tin mới nhất nhé. Quý vị thân mến, thì hôm nay cũng là giữa tháng 12 rồi quý vị, và chuẩn bị đến Noel. Thì sau Noel là Tết Tây, rồi sẽ đến Tết Nguyên Đán của Việt Nam. Thì ngày Tết thì cận kề và rất là nhiều quý vị kiều bào đang sinh sống ở nước ngoài rất là nôn nóng muốn trở về Việt Nam để mà ăn Tết cũng như là thăm hỏi gia đình, và cùng sum họp với gia đình trong cái dịp lễ Tết sắp đến đây. Thì năm này rất là đặc biệt, sau một cái mùa dịch rất là lâu và đã ảnh hưởng rất là nhiều đến từng gia đình cũng như là nền kinh tế chung của tất cả các nước trên thế giới. Thì hiện tại bây giờ ở Việt Nam, quý vị cũng nhìn thấy là rất là rộn ràng, người ta chuẩn bị đón Noel cũng như là chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán rất là nhộn nhịp và rất là vui. Và năm nay rất là đặc biệt, thì cái Tết á, nó cận kề với Noel, cách nhau chỉ một tháng thôi, cho nên hai cái lễ nó sát nhau, cho nên thì cái không khí nó rộn ràng hơn. Nếu mà quý vị nào đang ở Việt Nam thì nhìn thấy, nếu mà đang ở Sài Gòn thì ở trung tâm Sài Gòn hiện tại bây giờ, xung quanh nhà thờ Đức Bà cũng như là những cái khu trung tâm của Sài Gòn, quý vị rất là rộn ràng và người ta trang trí đèn đồ rất là đẹp cũng như là rất là sum tụ cho những cái ngày lễ Tết sắp đến. Thì quý vị kiều bào đang sinh sống ở nước ngoài ai cũng nôn nóng rất là muốn về Việt Nam, rồi ai cũng muốn đi du lịch, muốn lên Sài Gòn, muốn ra Đà Nẵng, muốn đi Hà Nội cũng như ra Vịnh Hạ Long, mà chúng ta muốn đi du lịch tất cả các nơi ở Việt Nam để mà thưởng thức một cái mùa xuân cùng với gia đình, cho nó đầm ấm sum vầy rất là vui hả quý vị. Thì bên em đang có những cái vé máy bay giá tương đối rất là tốt để mà phục vụ cho quý vị kiều bào ở 50 tiểu bang của nước Mỹ đi về Việt Nam trong thời gian sắp tới đây. Nếu quý vị nào mà có nhu cầu tìm những cái vé máy bay giá rẻ thì hãy vui lòng liên hệ ở cái số điện thoại là 714 244 8834. Em xin nhắc lại số điện thoại 714 244 8834. Bên em luôn luôn tìm ra những cái vé máy bay giá tốt nhất, rẻ nhất để mà giúp cho quý vị đi về Việt Nam tiết kiệm được nhiều tiền. Và sau đây em xin giới thiệu sơ qua về cái dịch vụ bên em. Chuyên nhận làm các dịch vụ lãnh sự cho công dân Việt Nam như là đổi hộ chiếu Việt Nam còn hạn hoặc đã hết hạn. Cấp hộ chiếu Việt Nam cho trẻ em sinh ra tại Hoa Kỳ có ba hoặc mẹ mang hộ chiếu Việt Nam. Visa 5 năm miễn thị thực. Visa cho khách nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, các giấy tờ ủy quyền, tài sản, mua bán nhà đất, từ chối di sản thừa kế, các loại ủy quyền khác, gia hạn thẻ xanh 10 năm, dịch vụ đổi bằng lái xe quốc tế. Em xin giải thích rõ ở đây, dịch vụ đổi bằng lái xe quốc tế là quý vị có một cái bằng lái xe ở Mỹ, thì em sẽ làm cho quý vị có một cái bằng lái xe ở quốc tế để khi về Việt Nam, quý vị lái xe ở Việt Nam được. Và cái bằng lái xe quốc tế này lái được xe 2 bánh và 4 bánh luôn nha quý vị. Rất là tiện lợi cho chúng ta về Việt Nam lái xe. Nếu quý vị nào có nhu cầu thì hãy liên hệ bên em để được hỗ trợ một cái bằng lái xe quốc tế tốt nhất. Xin bằng lái quốc tế cho du khách lái xe tại Mỹ. Bên cạnh đó thì bên em chuyên dịch vụ làm hồ sơ về di trú Mỹ. Làm tất cả những cái hồ sơ về di trú theo diện bảo lãnh cha mẹ, con cái, anh em, vợ chồng. Thì nếu quý vị nào có nhu cầu bảo lãnh người thân qua Mỹ định cư thì hãy liên hệ bên em để được hỗ trợ. Chuyên làm hồ sơ về bảo trợ tài chính để mà bảo lãnh người thân qua Mỹ định cư, hỗ trợ những cái người nào mà có thu nhập thấp, cần người cô sai để mà quý vị có thể hoàn thành cái hồ sơ mà bảo trợ tài chính á, để bảo lãnh người thân từ Việt Nam qua Mỹ định cư nha quý vị. Nếu ai có những cái nhu cầu về những cái giấy tờ em mới vừa xin giới thiệu trên thì vui lòng hãy gọi về số điện thoại là 714 244
8834. Em xin nhắc lại số điện thoại 714 244 8834. Vui lòng hãy kết nối bằng Zalo giúp giùm em để tiện lợi phục vụ quý khách mọi lúc mọi nơi. Và em xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của tất cả quý vị, anh chị, cô chú và các bạn gần xa rất là nhiều. Quý vị thân mến, nếu quý vị thấy video của mình hữu ích cho người thân, bạn bè và gia đình, hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ video giúp giùm em. Để một ai đó đang cần những cái dịch vụ em mới vừa giới thiệu trên thì hãy vui lòng liên hệ cái số em để trên video. Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý vị luôn luôn dồi dào sức khỏe, bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video next time. Bye bye!